Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Mr. Yaro, mình là Thảo Hoàng. Bạn gái Văn Hậu cùng đàn nữ cổ động viên xinh đẹp đến sân cổ vũ U22 Việt Nam. Hoàng Anh, bạn gái của đoàn Văn Hậu, có mặt từ rất sớm trên sân Resa Memorial, đã cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận chung kết SEA Games 30. Văn Hậu và Hoàng Anh công khai tình cảm vào tháng 4 năm 2019 trong ngày sinh nhật của anh chàng. Họ vẫn luôn bên nhau dù trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tin đồn rạn nứt tình cảm. Kết thúc trận đấu, Văn Hậu không quên dành ra những thời gian để chia sẻ giây phút vinh quang cùng bạn gái đến tận rạng sáng ngày 11 tháng 12. Hãy cùng Mr. Yaro xem qua những clip dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh của chúng mình. Xin chào! Trên trang cá nhân thì Hoàng Anh, bạn gái của Văn Hậu, khoe loạt ảnh check-in với huy chương vàng, linh vật của SEA Games 30 khiến dân mạng chú ý. Vào tối ngày 10 tháng 12, thì U22 của Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Đây là lần đầu tiên một đội bóng nước nhà vô địch tại một đại hội thể thao Đông Nam Á khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa. Ngay sau khi một trận đấu kết thúc thì trên trang cá nhân, Hoàng Anh, bạn gái của cầu thủ Văn Hậu đã đăng tấm ảnh đeo huy chương vàng, tay cầm linh vật của SEA Games kèm với caption "We win as one" khiến nhiều người chú ý. Trên story cá nhân thì cô cũng chia sẻ những bức hình selfie cùng với bạn trai cùng với chiếc huy chương. Sau khi bằng hình ảnh chụp chung với Văn Hậu thì đây là lần đầu tiên mà Hoàng Anh công khai hình ảnh liên quan đến bóng đá. Phía dưới bài đăng thì hầu hết đã cho rằng Văn Hậu đã tranh thủ gặp và tặng những vật phẩm quý giá cho người yêu. Đồng thời, dân mạng cũng vừa gửi lời cảm ơn tới chàng hậu vệ sinh năm 1999 khi mà đã có hai pha lập công mang về chiến thắng cách biệt cho U22 của Việt Nam. Số khác thì dành lời khen cho nhan sắc nổi bật của Hoàng Anh và hy vọng cô cùng với bạn trai sẽ sớm có thời gian nghỉ ngơi bên nhau sau một thời gian dài Văn Hậu thi đấu. Có mặt trên sân GM Memorial, Hoàng Anh đã nhanh chóng lọc vào ống kính của phóng viên, cô diện một trang phục giản dị, dán sticker lên mặt và đi cùng với quản lý của Văn Hậu. Hoàng Anh là số ít cô nàng World có mặt tại Philippines để có thể cổ vũ cho người yêu tại SEA Games lần này. Cô cùng với Gia Hân, người yêu của Hoàng Đức đã đi ăn cùng nhau trước giờ bóng lăn. Cô bạn xinh đẹp tên là Hoàng Anh, biệt danh là Ốc, bằng tuổi với Văn Hậu và hiện đang là sinh viên của Đại học Lao động và Xã hội. Cả hai công khai yêu đương và hẹn hò vào tháng 4 năm 2018. Trong ngày sinh nhật của anh Trang, thì cặp đôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi, trai tài, gái sắc. Điểm chênh lệch lớn nhất giữa hai người là so với bạn trai sở hữu chiều cao khủng 1m85 thì Hoàng Anh lại là nấm lùn. Vì vậy, cô cũng được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, nhỏ nhắn, xinh xắn và có một thời trang cá tính. Kể từ đó trở đi thì Hoàng Anh cũng như một bước lên mây khi mà hưởng ké sự nổi tiếng từ người yêu. Trang Instagram hiện tại đã có 1.106.000 người theo dõi, Facebook sương sương cũng 100.000 follower. Cũng nhờ vào tương tác và fan hâm mộ mà cô bạn có thêm nghề tay trái là quảng cáo PR sản phẩm. Có lúc thì cô nàng bị tố là bán hàng không có tâm khi mà một lúc giới thiệu 3-4 loại thuốc giảm cân, nghe mông lung như một trò đùa. Quay lại câu chuyện tình cảm thì Hoàng Anh được nhận xét là xứng đôi vừa lứa với em út của đội tuyển Việt Nam. Cô sở hữu một diện mạo dễ thương cùng với gu thời trang ăn mặc sexy, năng động, vóc dáng thon gọn và chiều cao vừa phải để đứng cạnh với Văn Hậu 1m85. Còn lúc thì cặp cầu thủ Watt cùng quê Thái Bình xuất hiện nghi vấn chia tay giữa tháng 9 vừa qua khi mà Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu cho câu lạc bộ SC Heerenveen. Thì đôi trẻ dính tin đồn rạn nứt, họ gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và story liên quan đến nhau trên trang cá nhân và không tương tác với nhau như trước. Phần highlight về chuyện tình cảm trên Instagram của Hoàng Anh cũng bị xóa, nguyên nhân được cho là vì yêu xa, khó giữ tình cảm. Tuy nhiên, tới giữa tháng 11, thì Hoàng Anh ngầm phủ nhận tin đồn chia tay bằng bức ảnh đi ăn tối lãng mạn cùng với bạn trai, có vẻ như gườm vỡ lại lành. Khi mà tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 14 tháng 11 tại sân Mỹ Đình, thì nàng Watt 20 tuổi này cũng đã tới sân để cổ vũ cho nửa kia và đang cập nhật trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng đây là một trong những động lực để Văn Hậu thi đấu thăng hoa và lập công cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài Hoàng Anh thì nhiều cổ động viên nữ cũng tự tin khoe sáng trên khán đài của sân Gian. Đặc biệt trong trận đấu chung kết của bóng đá nam SEA Games 30 thì người hâm mộ bị hút hồn bởi một cô gái xinh đẹp trên khán đài. Mặc dù xuất hiện khá là giản dị để cổ vũ cho U22 của Việt Nam, nhưng fan nữ vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú. Ngay lập tức cộng đồng mạng đã mở một cuộc truy tìm thông tin về nữ cổ động viên đặc biệt đó. Cô gái này tên là Nguyễn Thị Phi Yến, hay còn được gọi là Jenny Yến. Khác với hình ảnh giản dị trên khán đài của GM Memorial, thì ngoài đời Phi Yến sở hữu một thân hình bốc lửa. Phi Yến thường xuyên chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng cùng với bikini hay là trong phòng tập gym. Phi Yến sinh năm 1996, quê ở Nha Trang. Hiện tại thì cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của Jenny Yến là DJ và người mẫu. Với thân hình nóng bỏng thì Phi Yến đang là người mẫu khá là đặc sâu. Trên một fanpage về bóng đá thì bức ảnh của cô trên khán đài cổ vũ cho U22 của Việt Nam nhận được 6.000 lượt cảm xúc chỉ sau 8 phút. Như vậy thì cũng đủ thấy được niềm vui và sự háo hức luôn hiện diện trên gương mặt của các cổ động viên nữ có mặt tại sân Gian, chính là sự cổ vũ lớn lao cho các chàng trai của chúng ta.
Không chỉ vậy mà những cổ động viên nữ còn thể hiện được sự rạng rỡ và mang lại một sức sống cho các khán đài. Còn bạn thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể. Và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe nếu mà thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.